Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Chu Xie thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam. Công Phượng và Hoàng Đức trước nỗi lo không được Chu Xie gọi lên đội tuyển Việt Nam. Báo Thái Lan gây chú ý với bài viết về Công Phượng. Huấn luyện viên Chu Xie thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam. Vẫn còn 3 vòng đấu V-League nữa cho huấn luyện viên Philippe Chu Xie chọn 30 cầu thủ lên tuyển quốc gia trước khi chốt danh sách chính thức 23 gương mặt tốt nhất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Không ai chắc suất lên tuyển quốc gia dưới thời của huấn luyện viên Chu Xie và dự kiến đợt hội quân sắp tới sẽ có nhiều thay đổi khi cầu thủ từng là trụ cột đang sa sút phong độ hoặc thiếu động lực chiến đấu. Ông thầy người Pháp cùng các cộng sự đang theo dõi đều đặn các trận đấu tại V-League lẫn giải nhất để sàng lọc nhân sự cho vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm tại Qatar. Ngay từ những ngày đầu cầm quân, huấn luyện viên Chu Xie nói rõ tiêu chí chọn người lên đội tuyển Việt Nam dựa vào sự phù hợp và phong độ cao, không lấy cầu thủ có tên tuổi hoặc có thái độ công thần. Tiền đạo số 1 một thời Nguyễn Công Phượng không có nhiều cơ hội ra sân ở Nhật Bản và chưa thể hiện sự nổi bật trong các trận đấu giao hữu, ngay lập tức bị ông Chu Xie gạt ra để lấy cầu thủ trẻ tiềm năng. Hai trụ cột Hoàng Đức và Hồng Dũng từng không thể thiếu dưới thời của huấn luyện viên Bang So phải ngồi dự bị suốt trong thời gian gần đây. Sự tranh cãi về cách chọn người của ông thầy người Pháp cũng dần lắng xuống khi thực tế tại V-League, hai tiền vệ câu lạc bộ Viettel và Hà Nội không có phong độ tốt trong màu áo câu lạc bộ của mình. Rất nhiều cầu thủ nòng cốt khác trên đội tuyển bị thay thế bằng những cái tên khá trẻ hơn, có động lực phấn đấu cao hơn dưới thời của huấn luyện viên Chu Xie, buộc họ phải tự nhìn nhận lại mình. Hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 vừa qua đã xuất hiện một diện mạo mới của đội tuyển quốc gia, có sinh khí hơn nhờ sự cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng. Sự khắt khe và không thiên vị của huấn luyện viên Chu Xie hứa hẹn tạo ra một làn sóng tự đào thải hoặc phải thay đổi mình để xứng đáng có mặt trên đội tuyển quốc gia, đồng thời làm tăng hơn giá trị của mình. Nỗ lực hơn để lọt vào mắt xanh, có lần lượt 9 cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân ở trận thắng sân khách Philippines 2-0 hồi tháng 11 và hơn nửa đội hình trẻ của đội tuyển Việt Nam chỉ thua 0-1 đối thủ lớn Iraq vào những giây bù giờ cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, cho thấy sự thay đổi rất lớn của huấn luyện viên Chu Xie. Điều này đã nói ra thông điệp không ai là không thể thay thế mà ông thầy người Pháp gửi đến các học trò trong danh sách 50 cầu thủ sơ bộ chuẩn bị Asian Cup 2023. Chân sút Tiến Linh sau một thời gian thất sủng trên tuyển quốc gia và thiếu hiệu quả cả trong câu lạc bộ Mekong Bình Dương dưới bàn tay nhào nặn nghiêm khắc của huấn luyện viên Lê Hình Đức đã cho thấy sự tiến bộ không chỉ ở việc sân bàn. Tiến Linh thừa hiểu sự trỗi dậy của các đàn em như là Việt Cường, Bùi Vĩ Hào hay năng lực của tiền đạo ngoại có thể đẩy anh lên băng ghế dự bị, và khi nỗ lực hơn để khẳng định mình, huấn luyện viên Chu Xie không có lý do gì không đưa Tiến Linh lên tuyển. Tương tự, Văn Toàn, Hồng Duy của Nam Định hay Văn Thanh, một tấn tài của Công an Hà Nội, dày dặn kinh nghiệm từng không thể thiếu dưới thời của ông Mark, nhưng không chắc là chọn lựa ưu tiên của huấn luyện viên Chu Xie. Thủ môn Đặng Văn Lâm thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu giao hữu lẫn chính thức của đội tuyển Việt Nam, sắp gặp phải sự cạnh tranh gay gắt khi ông Chu Xie điền tên tân binh Nguyễn Philip vừa có quốc tịch Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Chu Xie đang nhận được nhiều sự ủng hộ bởi sự đối xử của cầu thủ công bằng trên tuyển và tạo ra những hiệu ứng tích cực từ thay đổi của ông làm chuyển biến nhận thức của các học trò. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ chứng kiến sự sẵn sàng của các học trò cho Asian Cup trong cuộc đụng độ giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quảng Nam chiều ngày 15 tháng 12 ở trận đấu sớm vòng 6 V-League. Quang Hải trở lại sau chấn thương tiếp tục sát cánh bên nhiều đồng đội có xuất trên tuyển quốc gia. Đáng chú ý dưới thời của tân huấn luyện viên Kong Okyun, Văn Thanh chơi như một tiền đạo, hay hậu vệ biên Hồ Tấn Tài đá tiền vệ trụ cũng để lại dấu ấn riêng. Đội hình của nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội còn có Việt Anh, Thành Long, Văn Thiết, Hoàng Văn Toàn, đặc biệt là thủ môn Nguyễn Philip đáng để ông Chu Xie theo dõi kỹ lưỡng. Tất nhiên ông Chu Xie cũng sẽ theo dõi chân sút trẻ Đình Bắc trong thành phần của Quảng Nam. Công Phượng và Hoàng Đức trước nỗi lo không được huấn luyện viên Chu Xie gọi lên tuyển Việt Nam. Với quan điểm chọn cầu thủ và triết lý của huấn luyện viên Chu Xie, không có cầu thủ nào có thể đảm bảo có mặt ở đội tuyển Việt Nam, kể cả Hoàng Đức cũng vậy. Trong những ngày đầu tiên làm việc với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Xie tuyên bố: "Triết lý làm việc của tôi là ưu tiên tổ chức đội tuyển Việt Nam theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ cao nhất. Đội tuyển không phải là câu lạc bộ mà thu thập các cầu thủ tới từ các câu lạc bộ khác." Mọi thứ bắt đầu tạo ra tranh cãi khi huấn luyện viên Chu Xie bất ngờ loại những Văn Thanh, Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyên Mạnh, Hồng Duy. Đó là những cầu thủ chơi tốt ở V-League. Nhà cầm quân người Pháp gọi Văn Đô, Văn Tùng, Thanh Nhàn gây khó hiểu cho phần lớn giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Văn Tùng chỉ dự bị ở câu lạc bộ Hà Nội và không có dấu ấn nào. Văn Đô chơi nhạt nhòa giỏi nhất, không bàn thắng mà không kiến tạo. Để giải thích cho câu chuyện kể trên, huấn luyện viên Chu Xie đưa ra quan điểm khác về chuyện chọn cầu thủ. "Nhiều người bất ngờ khi tôi triệu tập các cầu thủ từ giải nhất, hạng nhì hay không được thi đấu thường xuyên, nhưng tôi biết tiềm năng của họ, thậm chí còn tốt hơn nhiều cầu thủ khác." Về cách dùng người ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Xie không sử dụng cặp tiền vệ Hoàng Đức và Hùng Dũng. Ông nói thẳng thừng về Hoàng Đức: "Với quan điểm của tôi, Hoàng Đức chưa đáp ứng được yêu cầu." Cân nhắc, huấn luyện viên Chu Xie không dùng Hoàng Đức đá tiền vệ mà xếp đá tiền đạo, vị trí lạ lẫm khiến Hoàng Đức gần như không thể hiện được gì nhiều ở đội tuyển Việt Nam. Không có một phút ra sân ở hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026, Hoàng Đức bây giờ đứng trước nỗi lo mất suất cả lên tuyển Việt Nam. Trường hợp huấn luyện viên Chu Xie không gọi Hoàng Đức lên tuyển trong thời gian tới có lẽ không phải là bất ngờ khi ông nói thẳng nhà trường của câu lạc bộ Viettel chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Có thể lấy một số ví dụ cụ thể.
Công Phượng từng được huấn luyện viên Chuji gọi lên tuyển, rồi ông nói cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai tốt hơn nhiều cầu thủ tại V-League. Công Phượng ghi một bàn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Chuji lại loại anh ra khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2026. Cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam dành cho Công Phượng được đánh giá không cao. Những quyết định lựa chọn nhân sự của đội tuyển Việt Nam thường gây tranh cãi với nhiều bộ, nhưng người có quyền cuối cùng chính là huấn luyện viên người Pháp. Hãy chờ xem danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 sẽ có bất ngờ lớn nào xảy ra. Tờ Thinh Cấp của Thái Lan thu hút sự chú ý với bài viết về tiền đạo Công Phượng của bóng đá Việt Nam. Thời gian qua, truyền thông trong và ngoài nước dành sự quan tâm nhiều cho tương lai của tiền đạo Công Phượng khi đội bóng chủ quản của chân sút này tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League 1 đã bị sụt hạng. Mới đây nhất, tờ Thinh Cấp của Thái Lan thu hút sự chú ý với bài viết có tiêu đề "Không về Việt Nam, Nguyễn Công Phượng ở lại Nhật Bản, duy trì được thi đấu có 2 phút". Mở đầu bài viết, Thinh Cấp viết: "Tương lai của Nguyễn Công Phượng một lần nữa bất định, bởi nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục thi đấu tại J-League cùng câu lạc bộ Yokohama FC dù một giải đầu tiên hầu như không được ra sân. Điều này cũng khiến anh không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao Việt Nam ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Yokohama FC nhưng anh chỉ được ra sân có 2 phút. Anh thậm chí không ra sân trận đấu nào tại J-League 1 dù chỉ là 1 giây". Tờ báo Thái Lan đồng thời cho rằng việc Yokohama xuống hạng chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản J-League 2 sẽ giúp Công Phượng có nhiều cơ hội hơn ra sân. Nhiều cầu thủ chính của đội có lẽ đang tìm kiếm một bến đỗ mới để có cơ hội tiếp tục thể hiện bản thân ở giải đấu hàng đầu trong nước. Điều đó sẽ giúp Công Phượng có ít đối thủ cạnh tranh ở vị trí hơn. Và nếu nói về chất lượng của giải đấu, tất nhiên J-League 2 không thể cạnh tranh được với J-League 1, vì vậy anh có quyền được ra sân nhiều hơn một giải trước. Thinh Cấp phân tích, tờ báo nổi tiếng xứ sở chùa vàng cũng chỉ ra thực tế buồn trong hành trình xuất ngoại của Công Phượng. Công Phượng trước đây từng thi đấu ở nước ngoài với Mito Hollyhock Nhật Bản, Incheon United Hàn Quốc và St. Children's Kobe. Dù đến đâu, anh cũng đều thất bại. Đây có thể là lý do khiến anh vẫn quyết tâm chứng tỏ bản thân mình cùng câu lạc bộ Yokohama bởi không muốn mãi bị coi là kẻ thất bại. Chiều 13 tháng 12, tiền vệ Võ Huy Toàn khoe ảnh chụp chung cùng Công Phượng bên cậu con trai của mình. Hai ông bố bỉm sữa tranh thủ trao đổi kinh nghiệm lần đầu làm cha. Huy Toàn cho biết, đợt này Công Phượng đưa gia đình về Việt Nam chơi chứ cũng không có chuyện gì khác. Trước câu hỏi có nhiều đội tại V-League quan tâm tới Công Phượng, Huy Toàn không rõ tin này. Huy Toàn tiết lộ gia đình cầu thủ này cũng tính sang Nhật Bản thăm Công Phượng. Tuy nhiên Công Phượng đã âm thầm về nước nên có dịp hai gia đình tranh thủ gặp gỡ. Nhiều nguồn tin cho rằng Công Phượng đang nhận được sự quan tâm của một số đội bóng từ Thái Lan. Ở trong nước tiền đạo này cũng có một vài lời mời, nhưng nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục ở lại J-League tìm kiếm cơ hội cho bản thân.